xe tang chở cựu thủ tướng Nhật Bản Tokyo để người dân tiễn biệt. Chiếc xe tang chở thi hài của cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đi qua Tokyo vào thứ Ba ngày 12 tháng 7 để người dân tiễn biệt vị thủ tướng lâu năm nhất của đất nước lần cuối. Ông đã bị sát hại khi đang có một bài phát biểu vận động tranh cử ở phía tây thành phố Nara, và ông đã không qua khỏi sau khi được đưa đến bệnh viện sau khoảng 5 tiếng rưỡi khi vụ nổ súng. Vào đầu giờ chiều, đám đông đứng chật kín vỉa hè. Nhiều cảnh sát hộ tống xe tang chở Thủ tướng Abe khởi hành từ một ngôi đền từ trung tâm Tokyo. Mọi người cầm hoa, vẫy tay lần cuối chào tiễn biệt cựu Thủ tướng Nhật Bản nhiệm kỳ từ năm 2012-2022. Đoàn xe tang đi qua trung tâm chính trị của thủ đô Nagatacho và các địa danh như văn phòng thủ tướng và tòa nhà quốc hội. Vào tối thứ Hai ngày 11 tháng 7 và sáng thứ Ba, hàng trăm người đã đến đền thờ để bày tỏ lòng kính trọng đối với cựu thủ tướng Abe bị sát hại và qua đời ở tuổi 67. Ông đã bị một người đàn ông cầm súng tự chế ám sát vào thứ Sáu ngày 8 tháng 7, đã gây hoảng loạn cho người dân Nhật Bản. Một quốc gia được coi là nơi cả hai tội phạm súng và bạo lực chính trị là cực kỳ hiếm.